À, thầy sẽ vẽ hình chữ nhật ở đây trước. Cái thước thì cũng không cần giống với đề đâu, khác cái đề cũng được, quan trọng nhất là mình hiểu cái hình mình vẽ được là mình tốt rồi. Cái hình này sau đó chúng ta sẽ vẽ cho nó một cái hình tròn đứng vào cái midpoint đó, là cái trung điểm của nó đó, vẽ ra rồi những phím ship là đòn ngay tâm của nó. Và để bắt dính vô mấy cái điểm này á, chúng ta để những cái control đó cho nó dính vô, sau đó chúng ta bóp lại cho nó ốp lại này. Đó, cho nó đều ha, vừa đều mà vừa đồng tâm nữa. Ở trên thì cũng vậy, ở trên thì thầy copy cái này lên, những cái ship copy ở đây, cái chữ phải là chữ trái ra. Đó. Rồi thế thì cái này nè, chúng ta tô ba màu khác nhau đi, bất kỳ. Rồi đối với hai cái dưới này thì chúng ta sẽ cộng lại với nhau. Lấy cái này, ship với cái này, cộng lại với nhau thì trong này nó có lệnh là well, cộng lại với nhau thành một. Còn ở trên này á, thực sự nó là hai miếng này, thì bây giờ thầy sẽ trừ hẳn ra luôn, trừ hẳn ra luôn để chúng ta tô màu cho nó dễ. Thì thầy lấy cái này ship cái này thì trừ với nhau đó, thì thầy dùng lệnh là trên trừ dưới, gọi là best minus phân, best minus dưới trừ trên đó, hay là trên trừ dưới là front minus best là trên trừ dưới. Nếu mà trên từ dưới thì ra cái này, mà dưới từ trên best minus phân là trừ ra cái này đó. Thì cái này là chúng ta trước khi làm chúng ta nên copy là một bảng, copy là một bảng ở trên, rồi lấy hai cái này là chúng ta trừ best minus phân dưới từ trên đó, thì dưới nó giữ lại đó, chúng ta cần có cái miếng này thôi. Còn miếng này ở trên thì để nguyên như vậy, và chúng ta ghép lại như cũ, cái này như cũ đó, như vậy là xong. Về tô màu thì chúng ta tô cái này trước, bây giờ cái này nè ta bè chút xíu cho nó to thì nó giống cái đề đó. Rồi cái này nè, chúng ta tô màu thì chúng ta cũng dùng chữ G, tức là đó là lệnh Interactive Fill Tool, nhấp vô lệnh tô màu chính xác là Fill Tool đó. Và chúng ta thấy nó có bao nhiêu màu nè, 1 2 3 4 màu. Chúng ta chuẩn bị trước 4 nốt, 1 2 3 và 4, 4 nốt. Nốt này sổ sách ra, hút màu, hút cái màu xám bên này. Rồi kế tiếp cái nút thứ hai chúng ta cũng hút màu cho nó chính xác, hút cái màu trắng tinh đó, hút màu trắng, hút màu trắng. Rồi nút thứ ba hút màu tối, hút màu tối đó. Và cuối cùng nút cuối cùng thì ta hút màu xám. Không hút cũng được, tự mình cho màu cũng được, nhưng mà nó sẽ không giống cái đề hơn, thì chúng ta hút cho nó giống cái đề mà à, và cái viền cho không không có viền đó. Thì trước mắt là chúng ta sẽ có được cái hình, cái phần thân thân của cái hình này nha. Rồi kế tiếp là cái hình ở bên trong. Hình này thì cái viền thì chúng ta có rồi đó, và bên trong nó là cái hình khác, cái hình khác bên trong nó, thì chúng ta buộc lòng ta phải cắt với nhau thôi. Hình này thì chúng ta sẽ nhấn dấu cộng, những dấu cộng trên bàn phím đó là copy tại chỗ đó, rồi chúng ta thu nhỏ lại, chút ship thu nhỏ lại, rồi nhấp nhấp chuột phải thay chuột trái. Thì hiện tại là hai bên này thì nó đều nè, bên này chưa đều, chúng ta sẽ phình lại cho nó đều hơn đó, như vậy đó. Thì chúng ta sẽ trừ với nhau ra, chúng ta trừ với nhau ra thì chúng ta sẽ có được cái viền của nó. Rồi trước khi trừ trừ xong rồi thì chúng ta sẽ có cái hình, cái viền này thôi nha. Rồi còn bên trong này, bên trong này thì chúng ta sẽ có một cái hình ở dưới này, nó nhỏ hơn. Thì chúng ta mình lấy chính cái này nè, ta xuống kéo nó xuống đó, khoảng dưới đây nè, nhưng mà dĩ nhiên là ta sẽ copy xuống nha. Mình kéo xuống xong mình nhấn nhấp chuột phải thì chuột trái ra, copy ra chúng ta cho nó màu cam đi đó, cái miếng này. Thì cái miếng này á thì nó sẽ cắt với cái miếng bên trong, nó cắt với miếng bên trong nè, miếng này cắt với miếng bên trong này nè. Màu xanh này cho nó màu vàng đi đó, màu vàng với màu cam này nè, nó sẽ cắt với nhau, nó cắt với nhau để có cái miếng bên cái viền này thôi. Đó. Thì lấy cái này xếp với cái này cắt với nhau, thì chúng ta sẽ dùng cái lệnh là dưới trừ trên đi, để nó giữ lại cái phần ở dưới, như là phần ở dưới. Rồi thì cái phần ở trên này chúng ta cũng phải copy ra một bảng nữa, copy ra bảng để dành đó. Rồi, lấy cái này xếp với cái này, chúng ta dùng paste management dưới trừ trên đó. Sau đó cái này này chúng ta lắp lại vị trí như cũ, nó là vị trí như cũ, và đồng thời chúng ta cho nó xuống dưới từ trên bay down, từ trên bay down cho nó xuống xuống hết tất cả luôn.
tầng trên bay down xuống tầng bước. À quên nữa, chúng ta cũng chưa có trừ cái kia. À, như vậy là ở đây nó có hai, ở đây nó có thêm một cái gì kia. Nãy chúng ta làm thiếu rồi, phải từ từ nghe, phải undo lại nè. Tức là cái bước trừ cái kia chúng ta chưa có trừ. Rồi, chúng ta trừ cái này nè, chúng ta cũng copy lên một bảng nữa. Nha, rồi hai cái này trừ với nhau đã, để lấy cái viền bên này đã. Rồi, cái phần cái viền bên ngoài này là màu xanh này đi. Đó, cái viền bên ngoài này nè, với cái viền này nè. Hai cái này để chúng ta sẽ trừ với nhau đó. À, như vậy chúng ta lấy cái phần là dưới trừ trên. Dưới trừ trên. Đó, chúng ta có cái viền không đã. Đó, có cái viền không đã nha. Rồi xóa đi. Đó, tức là chúng ta xong được cái viền trước. Xong được cái viền trước. Sau đó cái bên trong này thì chúng ta hạ này xuống. Đó, hạ này xuống. Thì cái miếng này nè, nó sẽ giao với cái miếng này. Đó, cái miếng đó nó giao với cái này. Trước khi làm cái này lại copy xuống nó dành. Cái này với cái này chúng ta lại dưới từ trên tiếp. Đó, ra cái miếng này. Rồi cuối cùng cái miếng này còn lại thì chúng ta nó xếp vô. Mà trao xuống dưới Ctrl V down. Đó. Đó như vậy chúng ta mới có nhiều màu như vậy nha. Rồi thế thì nó tóm lại là chúng ta phải làm sao nó ra được từng cái đối tượng như vậy nè. Nó là ba miếng nó ghép lại với nhau thôi. Đó, chúng ta sắp xếp thứ tự với nhau là được. Rồi như vậy cái phần màu xanh này là chúng ta cho phong viền nè. Rồi và cái màu của nó thì nó chúng ta thấy là nó đi từ màu tối bên đây màu sang màu sáng bên đây. Thì cái này chúng ta chỉ cho màu Fortin Fill, tô màu sắc, tô xéo từ đây xuống nè, xéo từ đây xuống. À, thầy chọn lỗ cái tượng lên để tô rồi, thì chọn cái viền cái này nè, cái này sau đó tô màu chữ G, tô xéo từ đây xuống đây. Rồi, thì cái nốt màu ở đây, hút màu, hút màu xám. Rồi, ở dưới dây thì cho màu trắng như vậy cũng được. Rồi ok, và không có viền, không có viền đó, tức là xong được cái viền. Rồi sau đó cái bên trong, bên trong này, bên trong này thì như thấy là màu tối sang màu sáng này, chúng ta lại tô đường thẳng cái này nè, chúng ta sẽ hút màu tối, có màu tối. Rồi còn cái này chúng ta hút màu có màu xám sáng. Tối hơn chút xíu nữa đi nè. Rồi và bên trong này, trong này thì cái màu đó là dạng dạng chữ nhật nè, nó có một cái ti này thì chúng ta cũng tô vô cái đối tượng này. Thì lần này chúng ta chọn là rectangular và màu của nó là màu màu tối. Tự chấm màu tối trong đây luôn nó cũng ra nữa ha. Tự lấy màu tối trong đây nữa, nó cũng ra. Đó. Rồi, rồi chúng ta sẽ cho nó là không có viền gì cả. Rồi, xin mời lớp mình làm hai cái bài này. Đó. Cái cấu tạo của nó là ở đây nè. Đó. Cắt làm sao đó, ở dưới cộng ở trên trừ. Trên này là từng miếng thôi, thực ra là nó là từng miếng ghép lại với nhau thôi. Rồi ok, xin mời chúng mình là xong rất là nhỏ. Rồi ok, thầy quay phim lại.